Trở lại với những thông tin về thời tiết ạ. Như đã thông tin thì bão số 4 là một cơn bão rất mạnh và ngay cả khi đổ bộ. Vậy thì là không biết bao giờ thì cơn bão này sẽ tác động đến đất liền vậy chị Hiền? Dạ vâng ạ, chỉ ngày mai thôi thì bão sẽ tác động đến đất liền, tại vì là bão thì vừa đi vào Biển Đông cách đây từ 1 đến 2 tiếng rồi ạ. Cường độ bão thì rất là mạnh, di chuyển nhanh từ 20 đến 25 km/h và hoàn lưu của bão cũng rất rộng, bán kính phía tây của mây thì sẽ rộng tới cả 1.000 km và trùm tới cả vùng biển ven bờ của miền Trung và sẽ có thể gây mưa. Vâng, vậy thì là rủi ro của cơn bão là gì và trong một cái thời gian ngắn ngủi còn lại thì bà con miền Trung Tây Nguyên họ sẽ cần phải làm những cái gì, ưu tiên những công việc gì để giảm thiệt hại do bão với chị Hiền? Dạ vâng, gió mạnh thì sẽ là mối nguy hiểm hàng đầu của cơn bão này ạ. Vì dự kiến là cường độ bão khi mà đổ bộ vào sáng thứ tư là cấp 12, 13, giật cấp 15. Với cấp gió này, sức gió này thì nhà cấp 4 không thể trụ vững, hoàn toàn có thể thổi bay biển hiệu, mái tôn. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai thì đã yêu cầu các địa phương lên phương án di dời dân sớm ra khỏi những nơi không an toàn. 4 tỉnh thành phố nằm trong vùng có gió mạnh ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Tiếp đến là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên và Kon Tum. Ngoài ra, ngay từ bây giờ thì người dân cần chủ động cắt tỉa cành cây, gia cố nhà cửa, chen mái nhà bằng bao cát, tích trữ nhu yếu phẩm, hạ biển quảng cáo ngoài trời, hạ các cần trục tháp ở các công trình đang xây dựng, hạ các cột anten, tránh gián đoạn liên lạc. Mọi công việc chống bão phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Xin được chuyển sang thông tin thời tiết trên biển. Ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa thì sẽ có mưa dông kèm nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh. Riêng phía đông thì từ trưa chiều nay, gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 13, 14, biển động dữ dội. Còn đối với huyện đảo Trường Sa, chiều nay gió sẽ mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, kèm mưa dông ạ. Vâng, cảm ơn chị với những thông tin vừa rồi ạ.